Thưa quý vị và các bạn, tác động của không khí lạnh giảm, không còn mưa, nhiệt độ ngoài trời các tỉnh miền Bắc lúc này đang duy trì ở mức vừa phải. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, miền Bắc trở lại với cái nắng từ sớm nên nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Sau 11 giờ sáng nay, mức nhiệt ngày ở Bắc Bộ đều tăng lên trên 25 độ. Trời chuyển từ se lạnh sang cảm giác mát mẻ, dễ chịu, ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở phía Đông và phía Tây Bắc Bộ sẽ đều duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Về chiều trở đi, nhiệt độ giảm nhanh xuống từ 24 đến 25 độ. Cảm giác se lạnh lại xuất hiện về đêm và sáng sớm mai. Dự báo khoảng từ ngày 8 tháng 11, một đợt gió mùa Đông Bắc mới tràn xuống, Bắc Bộ sẽ có mưa rắc trở lại và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ. Đến với các tỉnh miền Trung, từ hôm nay, các tỉnh phía Bắc của miền Trung cũng có sương mù nhẹ che phủ, tuy nhiên sương mù này sẽ tăng nhanh và thay vào đó là trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sang đến ngày mai. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế sẽ dao động từ 29 đến 31 độ. Còn đối với các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận có nắng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay cao hơn, duy trì ở mức từ 32 đến 33 độ. Lưu xuống phía Nam, các tỉnh thuộc Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng. Khu vực phía Bắc Tây Nguyên có mức nhiệt là từ 31 đến 32 độ. Các tỉnh phía Nam Tây Nguyên như Đắk Lắk, Đắk Nông hay là Lâm Đồng duy trì với mức nhiệt từ 29 đến 30 độ. Còn đối với các tỉnh thành Nam Bộ, trong ngày hôm nay sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo. Vì thế, chiều tối sẽ có mưa dông diện rải rác, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trên biển, thời tiết đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay là khu vực Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa. Vì thế, ở đây có mưa rào và dông, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km, kèm theo đó là khả năng gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin dự báo thời tiết, từ nay đến hết năm 2021 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng từ 3 đến 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trong đó có khoảng từ 2 đến 3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.